kính chào quý vị đến với kênh duy Lý radio. Xin mời quý vị cùng chương trình khám phá nội dung sau đây. Quý vị thân mến, đã quá lâu rồi chúng ta chưa được nhìn thấy người từng là phó thủ tướng trẻ nhất trong chính phủ. Trước đó, các vị trí công tác mà ông đảm nhiệm đều ở độ tuổi được coi là trẻ. Trần Dung của Tân Phó Thủ tướng có phần ít nói về mình là đề tài được quan tâm trong những ngày quốc tang tổng bí thư nguyễn phú trọng nối tiếp những dòng người với những ánh mắt đượm buồn tiếc thương của toàn đảng toàn dân tộc cùng với đó là hình ảnh ánh mắt buồn mái tóc bạc của ông vũ đức đam khi đến viếng tổng bí thư nguyễn phú trọng ông vũ đức đam người từng biết đến với sự năng động và tinh thần đổi mới trong các vai trò lãnh đạo đã có một sự nghiệp để ấn tượng. Trước khi đảm nhận vị trí phó thủ tướng, ông đã trải qua nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ khi còn rất trẻ. Ông nổi bật với sự khiêm tốn, ít nói về bản thân, thường xuyên tập trung vào công việc hơn là những phát ngôn cá nhân. Giờ đây, trong đám tang của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúng ta mới tiếp tục được nhìn thấy ông xuất hiện trong bộ quần áo màu đen gầy gò tóc trắng mắt buồn viếng tổng bí thư nguyễn phú trọng tuy nhiên khi được miễn nhiệm vị trí phó thủ tướng dựa trên nguyện vọng cá nhân ông vũ đức đam gần như vắng bóng trên các phương tiện truyền thông và sự kiện công cộng sự vắng mặt của ông đã khiến nhiều người tò mò suy đoán về cuộc sống và tâm trạng của ông sau khi rời bỏ chính trường tại lễ tang của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự xuất hiện của ông Vũ Đức Đam với dáng vẻ gầy gò, mái tóc bạc, ánh mắt buồn đã gây ấn tượng mạnh. Sau khi đến linh cữu của tổng bí thư, ông xót xa cúi đầu, chắp tay chia sẻ nỗi đau với gia đình thân quyến, đặc biệt là với bà Ngô Thị Mận, phu nhân của tổng bí thư. Hình ảnh ông Vũ Đức Đam tại lễ viếng không chỉ đơn thuần là một nghi thức mà còn thể hiện sâu sắc sự tôn trọng và tình cảm của ông đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Suốt 10 giây ngắn ngủi trong khung hình phát trực tiếp, ông chắp tay chân thành cúi đầu đến tận ba lần. Tất cả là nỗi buồn và lòng biết ơn khi ông mất đi một người đồng chí, một người bạn đồng hành trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời khắc ấy, mỗi cái cúi đầu của ông như một lời tri ân một lời tạm biệt đầy chân thành và xúc động bất kỳ ai cũng cảm nhận được nỗi buồn của ông đối với sự ra đi của một nhà lãnh đạo đáng kính mà còn khiến người ta cảm nhận được sự thay đổi theo thời gian của ông mái tóc bạc ánh mắt buồn của ông có thể được hiểu là biểu hiện của những trải nghiệm suy tư những thách thức mà ông trải qua trong suốt cuộc đời công tác và sau đó rời bỏ vị trí lãnh đạo đây cũng là hình ảnh của một người đã cống hiến hết mình cho đất nước giờ đây đang đối mặt với những suy ngẫm về cuộc sống và sự nghiệp của mình vậy sự vắng mặt của ông vũ đức đam trên các phương tiện truyền thông đã tạo ra những phản ứng và suy đoán gì quý vị hãy ở lại và tiếp tục theo dõi video để tìm câu trả lời nhé trước khi vào nội dung chính Quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video của quý vị nhé. Những nút đăng ký kênh và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình. Một lần nữa, xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đón xem. Sự xuất hiện của ông Vũ Đức Đàm trong bộ quần áo màu đen gầy gò ánh mắt buồn tại lễ tang không chỉ là một hình ảnh cảm động mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc sự hiện diện của ông tại buổi lễ tang không chỉ là một lời tri ân đối với một nhà lãnh đạo mà còn là sự nhắc nhở về giá trị của sự khiêm tốn cống hiến và tinh thần trách nhiệm trong bối cảnh đất nước đang trải qua nhiều biến đổi thách thức hình ảnh của ông vũ đức đam tại lễ tang gợi lên nhiều suy nghĩ về sự cống hiến, về lòng trung thành, về tình cảm đối với đất nước và những người bạn đã đồng hành cùng ông trong suốt cuộc hành trình. Trước đó vào tháng 1 năm 2023, Quốc hội đã thực hiện phê chuẩn miễn nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng đối với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trên cơ sở nguyện vọng cá nhân. Dù đã nghỉ công tác, nhưng cái tên Vũ Đức Đam vẫn được nhiều người quan tâm thậm chí người dân Việt Nam vẫn dành cho ông tình cảm vô cùng đặc biệt. Là niềm tự hào của đất nước, chiến trường nào cũng biết bao gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát hy sinh. Trong cuộc chiến phòng chống Covid-19, đong lại nhiều hình ảnh xúc động chạm đến trái tim hàng triệu người Việt Nam. Chúng ta phải nhắc đến sự hy sinh thầm lặng của người từng là phó thủ tướng Vũ Đức Đàn. Bản thân ông khi còn đương nhiệm đã không ngại gian khó tính mạng, đưa ra những phương án chỉ đạo quyết liệt, động viên nhân dân, lo lắng cho sức khỏe của bản thân để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, an toàn cho hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Bản thân ông là người hùng trên mặt trận không tiếng súng. Có lẽ ông luôn tâm niệm rằng tại thời khắc này, nhiệm vụ đang gánh vác là trọng trách thiêng liêng, bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Họ sẵn sàng vì dân, vì nhân dân và quên mình, vì sự bình yên cho hàng triệu người dân Việt Nam. Chuyện chưa biết về Phó Thủ tướng trẻ nhất. Câu chuyện này được đăng trên báo Việt Nam Net vào năm 2013 khi ông trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất trong chính phủ. Do vậy, chúng tôi vẫn xin phép trân trọng được gọi ông vào thời điểm đó với vai trò là Phó Thủ tướng ông vũ đức đam tên thật là vũ đức đam sinh ngày 3 tháng 2 năm 1963 quê quán tại xã ngũ hùng huyện thạch miên tỉnh hải dương từ năm 1982 đến năm 1988 ông học đại học uber tại bỉ học vị tiến sĩ kinh tế cao cấp lý luận chính trị trong những năm du học ở châu âu ông học hỏi và thông thạo tiếng anh tiếng pháp ông vũ đức đam Bắt đầu sự nghiệp trong tổ chức Đảng nhà nước từ tháng 10 năm 1998. Khi trở về nước sau những năm du học, ông trở thành thành viên của chính phủ từ năm 2011. Ông là thành viên trẻ nhất khi được bổ nhiệm, đồng thời cũng là phó thủ tướng chính phủ trẻ nhất trong chính phủ Việt Nam các khóa 13, 14 từ năm 2013. Từ năm 2020 trong đại dịch Covid-19, Ông là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, trực tiếp chỉ huy công cuộc phòng chống dịch góp phần giúp Việt Nam ngăn chặn thành công nhiều làn sóng dịch bệnh cho đến tháng 5 năm 2021. Sau cuộc bầu cử Quốc hội năm 2021, ông đã trải qua nhiều chức vụ như Ủy viên dự quyết Trung ương Đảng khóa 10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh thứ trưởng bộ bưu chính viễn thông phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh trợ lý thư ký cố thủ tướng võ văn kiệt sinh ra trong một gia đình nông dân ở vùng quê nghèo hải dương giống như nhiều gia đình khác ở thời đó lẽ ra ông không có điều kiện học cao mà cùng với gia đình làm ruộng nhưng có thể gọi là may mắn bởi cha mẹ ông tuy là nông dân nhưng lại coi trọng việc học hành của các con là quan trọng nhất Cho nên đã tần tảo nuôi các con ăn học Một người bạn của ông kể lại rằng Khi phó thủ tướng đang học biên bỉ thì cha mất Trước khi mất Vì lo ảnh hưởng đến việc học hành của con Nên cha ông đã không cho gia đình báo tin Phó thủ tướng chỉ biết cha mình mất khi về nước Cũng theo người bạn này Phó thủ tướng Vũ Đức Đam Luôn rất tự hào về cha mẹ đã dạy ông lẽ sống, truyền cho ông tinh thần hiểu học, quyết tâm vượt lên nghèo khó. Từ trải nghiệm của bản thân, ông thấu hiểu tâm trạng của sự học và luôn cổ vũ tạo cơ hội cho mọi người xung quanh học tập để nâng cao trình độ. Ông thường đặt ra yêu cầu rất cao, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ trẻ học hỏi trưởng thành. Bản thân ông cũng luôn nghiêm khắc không ngừng học hỏi. Cán bộ ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vẫn thường nhắc tới ông khi còn làm chủ tịch. Muốn phát triển mạnh để đuổi kịp và vượt người ta thì chủ tịch xã phải có tâm, chủ tịch huyện phải có tâm, chủ tịch tỉnh phải có tâm. Ông cũng khiêm tốn tự nhận với khả năng của mình thì làm chủ tịch một huyện sẽ có thể làm cho huyện đó nổi bật được, còn làm chủ tịch tỉnh thì chỉ biết cố hết sức. Sự học hỏi quan niệm của ông không chỉ qua trường lớp mà còn qua thực tế qua những người xung quanh làm vụ trưởng ở văn phòng chính phủ giờ ông vẫn thỉnh thoảng đi làm nhân viên chạy bàn một doanh nhân khá thành đàn khoe được ông phục vụ cho một quán ăn cũng có kẻ ông đi phục vụ để rèn luyện ngoại ngữ nhưng điều chắc chắn là ở đâu cũng có thể thấy ông quan tâm nhất đến người phục vụ nhìn vào lý lịch của phó thủ tướng vũ đức đam một điều ngẫu nhiên thú vị là ông đều bước đi bước lại hai lần qua ngành bưu điện tổng cục bưu điện bộ bưu chính viện thông địa phương bắc ninh và quảng ninh văn phòng chính phủ xem ra việc kinh qua nhiều công việc đã giúp cho ông có được kinh nghiệm khá dày từ địa phương đến cơ quan trung ương đầu não từ kỹ thuật đến chính sách từ đối nội đến đối ngoại từ đảng đến chính quyền phải chăng đây là điều kiện để ông có thể bổ sung hoàn thiện năng lực nhờ vậy mà trưởng thành nhanh hơn, phát huy tốt hơn, có thể thăng tiến nhanh như ai đó nghĩ. Bắt đầu từ việc được nhà nước cử đi học ở Bỉ, một nước từ bản phương Tây. Từ năm 1982, điều đặc biệt này có lẽ là may mắn đối với ông và cũng là lý do cho câu hỏi ông Đàm là con ai. Thực ra từ những năm 1978 đến năm 1982, có khoảng 40 người được nhà nước cử đi học ở Bỉ và ông là một trong số đó. Nhiều người trong số đó cũng có thân thế bình thường. Sau 6 năm trên đất Bỉ, năm 1988, ông về nước, nhận công tác tại ngành bưu điện. Khi đó, bước vào giai đoạn chuyển từ công nghệ của các nước Đông Âu sang công nghệ của các nước phương Tây. Học từ phương Tây về, thông thạo ngoại ngữ, lại biết truyền môn, cho nên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được trọng dụng phát huy và liên tục thăng tiến chuyển qua nhiều vị trí. Ông rời ngành biêu điện năm 1994 khi làm phó bộ trưởng, quay lại ngành vào năm 2005 với cương vị thứ trưởng. Việc ông được điều về văn phòng chính phủ hồi đó cũng là nhờ quá trình học tập, làm việc với phương Tây. Ông được chọn để chuẩn bị cho việc gia nhập ASEAN và trở thành vụ trưởng trẻ nhất ở văn phòng chính phủ cho tới tận ngày này. Cuộc sống đời thường của ông Vũ Đức Đam trong đời sống thường nhật rất gần gũi với nhân dân xã hội. Dù trước đây là lãnh đạo cấp cao của nhà nước, ông vẫn thường đi xe máy vào những ngày nghỉ, được bắt gặp và chụp ảnh cùng với người dân. Ông thích môn bóng đá, cố gắng sắp xếp để ra sân hàng tuần. Ông cũng từng học múa học hát để tham gia diễu hành, hòa mình vào công chúng và hoạt động của người dân ở lễ hội đường phố Carnival ở Quảng Ninh. Ông tham gia trồng cây nhặt rác, làm sạch môi trường của các bạn trẻ trong chiến dịch tử tế với môi trường. Chạy xe máy xuống đường mừng chiến thắng U23 Việt Nam. Tình yêu thể thao của ông, ông thích nhất bóng đá. Có thể vì đó là môn thể thao đối kháng tập thể, đòi hỏi sự gắn kết sức mạnh của tất cả. Dù bận việc, ông vẫn cố gắng sắp xếp để ra sân hàng tuần. Khi mặc quần đùi áo số chẳng ai nhận ra chủ tịch, bí thư hay bộ trưởng. Cùng ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đang mặc áo đỏ cầm cờ tổ quốc chạy xe máy xuống phố của người dân Hà Nội. Những hình ảnh Phó Thủ tướng đi bão được chuyển tay nhau nhanh chóng trên mạng xã hội với giới trẻ nức lòng. Tối ngày 23 tháng 1 năm 2018, nhiều cổ động viên gặp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong bộ trang phục quần jean áo đỏ in cả Tổ quốc, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy, mang theo nhiều lá cờ đỏ sao vàng lớn nhỏ, hòa vào dòng người chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 ba ở khu vực Hồ Gươm, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Thời điểm đó Phó Thủ tướng sau bão đã đi bộ cùng đoàn người quanh Hồ Gươm và được nhiều người nhận ra xin chụp ảnh cùng. Được biết Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là người hâm mộ thể thao, đặc biệt là môn bóng đá. Dù bận rộn, ông vẫn dành thời gian ra sân với nhân viên văn phòng. Vậy quý vị đã từng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với ông Vũ Đức Đam chưa? Những trải nghiệm đó đã để lại cho quý vị những ấn tượng đáng nhớ nào? Đừng ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ ấy xuống dưới phần bình luận của video nhé. Trước đó vào ngày 11 tháng 3 năm 2018, không đi theo diện khách mời hay ngồi khu VIP, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có mặt tại sân vận động hàng đẩy, hòa lẫn đám đông khán giả theo dõi trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng ở vòng 1 New Tea Cafe Villas năm 2018. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chọn một chỗ ngồi ở cửa 2 tầng 2 khán đài A sân hàng đẩy trong trang phục giản dị Hòa cùng người hâm mộ để theo dõi trận đấu Thay vì ngồi trên khu VIP Ngồi cạnh phó thủ tướng theo dõi trận đấu này là tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội Trong trận đấu này Văn Quyết không thể góp mặt Vì án trao dò của ban kỷ luật VFF từ mùa giải trước Anh nhận án phạt nguội vì phạm lỗi với tiền vệ Nghiêm Xuân Tú của Thanh Quảng Ninh trong trận đấu cuối cuồng của Vilas 2017. Suốt sự nghiệp của mình, ông luôn duy trì mối quan hệ thân thiết cởi mở với báo chí ông không chỉ là một lãnh đạo mà còn là một người bạn đồng hành luôn sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe những cuộc trò chuyện thoải mái thân thiện với phóng viên cứ như bạn bè đồng nghiệp điều này tạo nên hình ảnh một chính trị gia không chỉ tài năng mà còn gần gũi dễ mến trong lòng công chúng sự thẳng thắn của ông vũ đức đam trong cách giải quyết các vấn đề cũng được đánh giá cao thể hiện qua những chính sách và quyết định mang tính đột phá. Giai đoạn năm 2020, khi được giao nhiệm vụ chỉ huy trực tiếp phòng chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, ông đã kiên quyết lãnh đạo để bảo vệ sức khỏe người dân. Ông được yêu mến và gọi với biệt danh như người hùng không ngủ hoặc tướng tư lệnh. Và giữa năm 2020, trong một bài phát biểu rất xúc động trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ lòng biết ơn tới nhân dân tới hàng ngàn thầy thuốc không có đêm không có ngày tới hàng ngàn chiến sĩ nằm rừng canh lối mòn nhường giường cho người dân từ mùa đông gió rét cho đến hôm nay khi nóng không ngủ được dọc tuyến đường biên giới những quả cảm không có đêm không có ngày nhưng thật ra chính ông cũng là một người anh hùng không ngủ người hùng không ngủ là từ dùng cho một bài viết trên báo điện tử chính phủ Người hùng không ngủ xuất hiện trong bài thơ dân gian khi ghi nhận ca ngợi phó thủ tướng. Ông được mệnh danh là người hùng không ngủ hay tướng tư lệnh khi chỉ đạo chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, có rất nhiều người hỏi về con đường quan lộ hoặc người chống lưng cho ông Vũ Đức Đam là ai? Ra thế ông này khổ cỡ nào? Hay ông là con rẻ của ai? Trong video này, chúng tôi sẽ bật mí và tiết lộ những chuyện chưa kể về nguyên phó thủ tướng trẻ nhất Việt Nam. Nhắc đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người ta liên tưởng ngay đến một vị lãnh đạo có đôi mắt sáng trẻ trung cởi mở và chút hóm hình đặc biệt. Khi tiếp xúc với ông, rất nhiều người đều cảm nhận được sự thân thiện chất phát đến lạ kỳ. Có lẽ bước ra từ làng quê nên ông đã hun đúc nên một vị chính khách gần gũi đến như vậy. Đặc biệt sự học của ông không chỉ gói gọn trong trường lớp mà còn qua thực tế, qua những người xung quanh. Nhìn vào nghề nghiệp khi được tuyển dụng là sinh viên, ta thấy rất rõ ông không phải là dạng con ông cháu cha được nhét vào mà tự đi lên nhờ năng lực và bản lĩnh của mình. Ông không phải là con rể của ai, không phải nhờ bóng và chống lưng của ai để đi lên. Tuy nhiên hiện tại nhiều người tò mò về gia đình nhà vợ, nhưng ít ai biết ông Vũ Đức Đam là con rể của ai. Ông xuất thân từ một kỹ sư ở Tổng cục Bưu điện vào năm 1998. Chỉ sau 5 năm, ông trở thành chuyên viên văn phòng Tổng cục Bưu điện nhờ trình độ chuyên môn cùng với khả năng thông thạo hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Pháp. Ông trở thành phó trưởng vụ Khoa học Công nghệ hợp tác quốc tế Tổng cục Bưu điện. Tiếp đó ông kinh qua làm phó vụ trưởng vụ Quan hệ quốc tế, rồi làm quyền vụ trưởng nội vụ, trưởng vụ ASEAN Văn phòng Chính phủ chỉ trong 3 năm ngắn ngủi. Chính thức vào năm 1996, ông được điều động làm thư ký và ông có 7 năm từ năm 1996 đến năm 2003 là thư ký trợ lý cho cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tiếp đó, con đường quan lộ của ông có chữ đứng trở thành Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tại đại hội ngày mùng 10 tháng 4 năm 2006, ông Vũ Đức Đam trở thành ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10 khi đang là Thứ trưởng Bộ Bộ Chính Viễn Thông, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ tháng 11 năm 2007, ông Vũ Đức Đam được luân chuyển về Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Bí Thư Thường Trực, tỉnh ủy Quảng Ninh, sau đó là Bí Thư tỉnh ủy Quảng Ninh năm 2011. Sau khi được bầu là ủy viên trung ương đảng khóa 11, ông trở thành chủ nhiệm văn phòng chính phủ từ tháng 11 năm 2013. Tới nay, ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương các khóa 12-13 giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nghỉ hưu, ông Vũ Đức Đam kiêm nhiệm bí thư ban cán sự đảng Bộ Y tế trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020. Ông Vũ Đức Đam là trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 từ khi mới thành lập, từ cuối tháng 1 năm 2020 cho tới tháng 8 năm 2020 khi ban chỉ đạo được kiện toàn và thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đảm nhiệm vai trò trưởng ban. Tháng 11 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam tại kỳ họp bất thường Quốc Hội khóa 13. Ít ai biết khi đã làm vụ trưởng trẻ nhất văn phòng chính phủ ở cái tuổi mới hơn 30. Nhưng thi thoảng ông vẫn làm nhân viên phục vụ trong một khách sạn lớn ở Hà Nội để nâng cao vốn tiếng Anh của mình. Thế nên trong những lần hội kiến với khách nước ngoài, nếu tình ý, người dân sẽ nhận ra ông rất hiếm khi đeo tai nghe phiền dịch. Cho đến nay, không phải cán bộ trẻ nào cũng hội đủ kiến thức về kinh tế, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ giống như ông lúc bấy giờ. Nhắc đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì không thể không kể đến giai đoạn khi ông còn là bí thư tỉnh Quảng Ninh. Ông đã được sướng tên trong lễ trao giải thưởng sao khuê về công nghệ thông tin. Trái ngọt đó có được không chỉ nhờ những đóng góp tích cực của ông cho sự phát triển Internet tại Việt Nam, cho việc đón dòng đầu tư của Intel và Microsoft về Việt Nam, mà còn cho việc đưa công nghệ thông tin đồng hòa vào hệ thống chính trị và hành chính. Quý vị thân mến, ông Vũ Đức Đam đã để lại dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp lãnh đạo của mình với những đóng góp quan trọng cho đất nước. Với sự năng động và tinh thần đổi mới, ông đã đảm nhận nhiều vai trò quan trọng từ việc cải cách ngành bưu chính viễn thông cho đến phát triển công nghệ thông tin. Đồng thời ông cũng đã có những đóng góp đáng kể trong việc phòng chống dịch Covid-19, điều hành các chính sách và biện pháp phòng chống hiệu quả. Vậy, với những đóng góp đáng kể của ông trong quá khứ. Quý vị có muốn thấy ông trở lại chính trường hay không? Hãy để lại ý kiến của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé. đêm vẫn dài ngủ một chút đi anh ở ngoài kia chiều trái tim hương đời bao đêm rồi anh vẫn chưa tròn giấc trong đại dịch lo tác chiến từng đêm đêm còn dài ngủ một chút đi anh chuyến tàu bình yên rồi sẽ về bờ sức khỏe của dân là điều cấp thiết toàn đảng toàn quân toàn dân ta đồng lòng nhìn về việt nam nhìn về việt nam cả thế giới tự hào mơ về ngày mai quê hương nắng ấm nụ cười em thơ vui bước đến trường đêm vẫn dài ngủ một chút đi anh anh tư lanh ơi tổ quốc tôi cần anh một trái tim anh theo nhịp việt nam bước tinh thần việt nam quyết thắng đại dịch dài ngủ một chút đi anh ở ngoài kia chiều trái tim hương đợi bao đêm rồi anh vẫn chưa chọn giấc trong đại dịch lo tạc chiến từng đêm đêm còn dài ngủ một chút đi anh chuyến tàu bình yên rồi sẽ về bờ sức khỏe của dân là điều cấp thiết toàn đảng toàn quân toàn dân ta đồng lòng nhìn về việt nam nhìn về việt nam cả thế giới tự hào mơ về ngày mai quê hương nắng ấm nụ cười em thơ vui bước đến trường đêm vẫn dài ngủ một chút đi anh anh tư lệnh ơi cháy tô tổ quốc tôi cần anh một trái tim anh theo nhịp Việt Nam bước tinh thần Việt Nam quyết thắng đại dịch anh tư lệnh ơi tổ tô quốc tôi cần anh một trái tim anh theo nhịp Việt Nam bước tinh thần Việt Nam chiến thắng đại dịch Quý vị thân mến, đây là những bức ảnh được Ban Quản lý Công nghệ Cao Hòa Lạc đăng tải vào năm 2021 khi đồng chí Nguyễn Trọng Trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên phát triển khu công nghệ Cao Hòa Lạc, quyết định bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý khu công nghệ Cao Hòa Lạc. Mặc dù chỉ nhìn qua lớp khẩu trang Chúng ta cũng đã đoán được đây chính là con trai của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Người con trai điểm đảm khiêm tốn trong lễ tàng ấy. Nguyễn Trọng Trường, dù đứng dưới cái bóng của người cha nổi tiếng, luôn được biết đến với sự chuyên nghiệp và khả năng lãnh đạo xuất sắc. Anh là một người có năng lực chuyên môn tốt, nhưng con đường chính trị của anh hoàn toàn trắng trơn và không hề được bất kỳ sự ưu ái nào từ danh tiếng của cha mình đây là một thực tế đáng được ghi nhận khi nguyễn trọng trường không chỉ đơn thuần là con của một nhân vật quan trọng mà còn là một cá nhân tự lập chứng minh khả năng của mình qua những thành tựu thực tế vậy cụ thể nguyễn trọng trường con trai của tổng bí thư nguyễn phú trọng hiện đang giữ chức vụ nào và anh có hưởng được đức tính của cha mình hay không nếu quý vị khán giả có chung thắc mắc vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé. Những nút thích và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình. Một lần nữa, xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đón xem. Theo như công bố, Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có cổ tổng cộng hai người con trong đó người con gái lớn tên là Nguyễn Thị Kim Ngọc và người con trai tên là Nguyễn Trọng Trường. Chính Nguyễn Trọng Trường là người đã đọc lời cảm tạ của gia đình mình trong đám tang tộc bí thư. Được biết dù có chức vụ lớn nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng cả hai người con của bác đều làm công nhân viên chức bình thường. Bác trọng giáo dục con cái phải tự thân phấn đấu bằng thực lực. Hoàn toàn không cho phép kiểu dựa dẫm, cua cậy càng cá cậy vây khác hẳn với nhiều cậu ấm cô chiêu của nhiều gia đình quan chức hay đại gia nổi tiếng vẫn lộ diện thường xuyên ăn mặc đồ hiệu và tự cao khoe mẽ thì các con cái của tổng bí thư lại khiêm tốn bình dị và thật đáng kính trong đó nguyễn trọng trường con trai thứ của bác sinh năm 1976 trình độ chuyên môn là thạc sĩ kiến trúc công nghệ từng công tác ở khu công nghệ cao hòa lạc và giữ chức vụ Phó trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc vào năm 2021. Cụ thể, chiều ngày 6 tháng 8 năm 2021, tại Ban quản lý công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ quyết định về công tác cán bộ trong bối cảnh Covid-19. Buổi lễ được tổ chức trong phạm vi hạn chế thành phần tham dự, đảm bảo giãn cách và phòng chống dịch theo quy định. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Tùng. Phó Bí thư Ban Cả sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại diện lãnh đạo vụ Tổ chức Cán bộ và Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc. Đại diện lãnh đạo vụ Tổ chức Cán bộ đã thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến nhân tố lãnh đạo của Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, quyết định bổ nhiệm của thời hạn đồng chí Nguyễn Trọng Trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc, giữ chức phó trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Văn Tùng gửi lời chúc mừng của Bộ trưởng tới đồng chí Nguyễn Trọng Trường và giao nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Theo đó, khu công nghệ cao Hòa Lạc hiện đang trong giai đoạn phát triển một số nhiệm vụ cấp bách như thu hút đầu tư, xây dựng tiềm lực khoa công nghệ, hoàn thiện và kết nối hạ tầng đồng bộ giải phóng mặt bằng diện tích còn lại, sửa đổi bổ sung một số chính sách phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong khu. Do vậy, trên cương vị mới được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Trọng Trường sẽ gánh vác trọng trách rất nặng nề, vinh dự và trách nhiệm đi liền với nhau. Đòi hỏi trong thời gian tới phải hết sức nỗ lực phấn đấu để cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Trọng Trường phát biểu bày tỏ sự biết ơn chân thành tới các cấp lãnh đạo đã quan tâm tạo mọi điều kiện cần thiết để đồng chí trong cơ quan đơn vị đều phát huy năng lực sở trường góp phần vào việc xây dựng sự nghiệp chung của bộ. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo định hướng thường xuyên của ban cán sự đảng, bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo bộ và sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị trong bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thời điểm hiện tại thì đồng chí Nguyễn Trọng Trường đã thôi công tác tại khu công nghệ cao Hòa Lạc và mở một công ty máy tính dành riêng cho mình. Còn về người con gái đầu, Nguyễn Thị Kim Ngọc cũng đang làm công chức tại cơ quan mà ngày xưa tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng làm, đó là tạp chí Cộng sản. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, con gái cả của bác Nguyễn Phú Trọng hiện là ủy viên ban biên tập tạp chí Cộng sản tiếp nối đức tính khiêm nhường giản dị mẫu mực của đồng chí chị đang cống hiến vì sự nghiệp phát triển lý luận của đảng chị là người có năng lực và trách nhiệm nhiều người nghĩ rằng chị sẽ nhận được rất nhiều sự ưu ái chị luôn ý thức tự trau dồi bản thân phấn đấu vươn lên trong chuyên môn nghiệp vụ chị không dựa dẫm ỉ lại và thực sự ấn tượng và ngạc nhiên khi nhiều đồng chí lãnh đạo luôn lo lắng cho con cái được cất nhắc chỗ này chỗ khác Tuy nhiên Bác Trọng không bao giờ Làm điều gì tác động cho con cái được chú ý Bác Trọng luôn là người giản dị khiêm tốn Nhưng thực sự cao cả thành liêm Chồng của chị Nguyễn Thị Kim Ngọc Tên là Vũ Hiện đang làm việc tại tập đoàn Mobifone Không ai trong nhà nước chính phủ cán bộ cấp cao Còn về phu nhân của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Là bà Ngô Thị Mận được biết bà từng làm công an và giữ chức vụ trường công an một phường tại quận hai bà trưng và hiện đã về hưu từ khá lâu trong lễ tàng lễ truy điệu và an táng tổng bí thư nguyễn phú trọng chúng ta một lần nữa chứng kiến sự giản dị chân thành khiêm nhường lễ độ đầy giá trị của vợ con cháu chất và những người thân trong gia đình ông thái tử đỏ là cái từ mà lâu nay người ta dùng để ám chỉ con trai của các vị đứng đầu quốc gia. Cái từ đấy đã hoàn toàn xa lạ với hành động và lời nói của anh Nguyễn Trọng Trường, người con của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại lễ tang thậm chí đứng trước các đồng đảo các cấp lãnh đạo Việt Nam, các đoàn thể trung ương địa phương, thân bằng cố hữu và người dân cả nước, anh vẫn xưng cháu như một sự tôn trọng tuyệt đối với bà con và đất nước. Được biết người con trai điểm đảm khiêm tốn trong lễ tang ấy được đánh giá là người có năng lực chuyên môn tốt. Nhưng con đường sự nghiệp chính trị của anh chẳng hề được một sự ưu ái hay được ai trải thảm gì. Hiện tại con trai Tổng Bí Thư, 48 tuổi, có bằng thạc sĩ kiến trúc. Với trình độ và độ tuổi này, việc anh làm chức phó ở một đơn vị là chuyện quá bình thường. Chiều ngày 26 tháng 7, anh Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, đọc lời cảm ơn gia đình tổng bí thư tại lễ truy điệu bên cạnh người vợ đảm đang nhân hậu là hậu phương vững chắc cho tổng bí thư con trai bác trọng là anh nguyễn trọng trường cũng thể hiện được sự khiêm cung mực thước đáng trân trọng qua lời đáp tử của gia đình tại lễ tang điều ai tình ý sẽ thấy trước khi đại diện gia đình lên phát biểu cảm ơn anh nguyễn trọng trường đã từ tốn cúi người chắp tay vá trước vong linh của cha rồi mới bước lên nói lời đáp từ. trong trường hợp này những tưởng anh trường sẽ dùng đại từ nhân xưng tôi thay cho gia đình trước quan khách thì anh lại khiến cho toàn thể chúng ta ngạc nhiên và thật sự xúc động khi xưng hồ cháu đây là một sự khiêm nhường bực thước và gần gũi vô vàn của anh đối với toàn thể các cấp lãnh đạo họ hàng bạn bè và nhân dân mọi miền đang theo dõi lễ ta của tổng bí thư trong lời đáp từ con trai Tổng Bí Thư khi âm nhường, chọn đại từ nhân xưng là cháu và không một lời ca ngợi bố, không một lần dùng từ Tổng Bí Thư, chỉ giản dị là bố chúng cháu. Cách dùng từ ngữ chân thành và gần gũi không màu mè, không đánh bóng ngôn từ hay tiểu xảo Ý tứ ngay từ trong lời nói đã thể hiện rõ sự chân thành của anh. Lời nói đầu tiên trong lời cảm tạ là bố cháu không còn nữa, mang đến nỗi đau sâu sắc của gia đình nhất là mẹ cháu anh không quên nhắc tới mẹ mình người đang gánh chịu nỗi buồn lớn lao nhất đó thật sự là một niềm kính trọng và trí tâm của người con trai đối với mẹ khi người bố mới qua đời bởi anh hiểu mẹ chính là người đã gắn bó và hy sinh rất nhiều để cha yên tâm xây dựng sự nghiệp nên khi chồng không còn nỗi đau ấy chỉ có bà là chịu nhiều hơn ai hết không chỉ chính xác mà còn thể hiện sự tôn trọng yêu quý mẹ anh trưởng không thể hiện sự phô trương hay tự cao rằng cha mình mất là một tổn thất to lớn của nước nhà và nhân dân việt nam anh chỉ biểu lộ một cách thật tâm và đúng với vai trò của một người con khi bố đã mất rằng đó là nỗi đau của gia đình và người chịu nhiều thương tổn nhất lúc này không ai khác chính là mẹ anh dù là quốc tang dù tên tuổi vang dội và được chia sẻ nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cuối cùng vợ con vẫn là người phải đối diện với nỗi đau chồng vắng nhung nhớ khôn nguôi về chồng về cha của mình anh trưởng còn nhắc nhở chị mình sau mẹ một lời phát biểu lễ phép có thứ bậc xuất phát từ trái tim của một người có nền tảng giáo dục tốt từ một gia đình trí thức cao anh không nhắc tới vị thế của cha là một tổng bí thư để tự hào kiêu hãnh cũng không dành một từ nào để ca ngợi công trạng của bố mà chỉ khiêm cung và thành thực nói bố cháu bố chúng cháu vâng bố cháu lời nói ấy sao mà thân thương chịu mến và tiên liêng vô ngật dù có là một vị nhân một người đứng trên triệu con người người có khả năng thét ra lửa nổi tiếng trên toàn thế giới hay chỉ là một người lao động bình thường đi chăng nữa thì vẫn là bố cháu là bố của chúng cháu. Chỉ thế thôi, bố là bố, là người sinh thành và nuôi dạy con cái nên người. Dù ở xã hội hay chính trường ra quốc tế, bố có được người đời trọng vọng nể phục bao nhiêu thì khi về nhà, bố vẫn là bố của con của chúng con. Một người bố thân thương gần gũi và hết lòng vì gia đình. Chỉ vậy thôi, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Đâu cần phải chức năng quyền cao, đâu cần phải thanh cao quyền quý đâu phải học thức số một hay triệu người bái kính mới là bố mình những hành động của người con trai và gia đình bác trọng trong lễ tang cho thấy bác trọng không chỉ giỏi việc nước mà bác còn đảm việc nhà gia đình con cái được nuôi dạy tốt hưởng được bản tính khiêm nhường từ cha của mình chúng ta tin rằng lãnh đạo như tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ được nhân dân nhắc tới nhiều về một tấm gương sống giản dị thanh bạch tận hiến đến giây phút cuối cùng cho dân cho nước và có những người con mẫu mực biểu lộ qua lời ăn tiếng nói tư duy và hành động đẹp đẽ bởi dù không dùng từ ngữ đao to búa lớn không màu mẻ qua trương không lời lẽ lấp lánh không ý tự hận dụ những lời cảm tạ mộc mạc hiền hòa nhã nhặn ấy vẫn đầy đủ bao quát và thấm thía nên đã chạm vào tâm khảm nhiều người bài cảm tạ dễ hiểu dễ gần thân thương trong suốt mọi tình huống mà những người con khác ở vị thế và tình huống tương tự thường xưng tôi lạnh lùng xa ngãi hơn. Thế nhưng, đây có lẽ là lần đầu tiên từ xưa đến nay, con trai một tổng bí thư đã thốt ra từ đáy lòng khiêm nhường và kính trọng quần chúng. Một câu nói ấm áp và kiêm tốn đến mức này làm cho lay động trái tim hàng triệu người dân Việt Nam. Cuối bài đáp từ, con trai tổng bí thư bày tỏ trong quá trình tổ chức tang lễ, chắc chắn không tránh khỏi sự sơ suất và gây ra sự phiền hà cho bà con. Gia đình xin được lượng thứ. Chính điều này đã lập tức nhận được sự đánh giá cao của dư luận. Gây sự phiền hà phải tụt cùng khiêm nhường, phải tụt cùng kính trọng đồng bào thì mới có thể nói ra được những câu đó trong một lễ quốc tang dành cho cha mình. Có phiền toái gì không mà hàng ngàn người khắp mọi miền và nơi xứ người đều bảo nhau tới lui thành kính nhang đèn rừng rừng nước mắt tiễn biệt người đã khuất có phiền hà gì đâu mà dân chúng nơi quê hương ngài tổng bí thư cùng nhau tiếp đón nhân dân cả nước đổ về viếng bác từ lúc sớm tới khi đêm khuya nào trà nào nước rồi bánh trái qua tay quạt điện phục vụ người dân không hề xảy ra đôi co xô xát hay là khi còn sống người lãnh đạo đó phải thực sự được nhân dân yêu mến hết mực kính trọng thì mới nhận được phúc phần đó Khi đã nhắm mắt xuôi tay Về với quái vịnh hàng Biết rằng Rất nhiều quý vị đã vượt hàng trăm cây số Bất chấp nắng nóng Để đến viếng bác cùng với hai hàng nước mắt Quý vị hãy chia sẻ cảm xúc và tranh nghiệm của mình Trong những khoảnh khắc Xúc động đó Khi tham gia vào lễ viếng bác Xuống bên dưới phần bình luận nhé Sau lời phát biểu con trai bác trọng đã đi xuống cho các vị khách quốc tế như Lào, Campuchia, Cuba để cúi đầu cảm ơn. Một hành động rất chân thành và lễ độ, chắc chắn để lại thiện cảm tốt đẹp trong lòng những quan khách đến viếng tang cha mình. Hiển nhiên, anh Trường cũng luôn luôn bên cạnh mẹ, đặt bàn tay của mình lên vai mẹ để nâng đỡ và sẵn sàng che chở cho mẹ, thay người cha vừa quất núi. Bài đáp từ ngắn gọn nhưng thể hiện rõ tư duy, tình cảm và nề nếp của một gia đình gia giáo và mẫu mực. Tổng bí thư đã rất thành công khi nuôi dạy con mà có một tổ ấm gia đình đúng nghĩa, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Còn nhớ lúc đường thời Tổng bí thư đã từng nói, đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện đớn hèn vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm để làm gì, chết có mang theo được đầu. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý Một người cha như vậy và một người mẹ như thế ắt sẽ có những người con tương đồng noi theo Bởi nhân tươi thì quả cũng ngọt lành hiển nhiên chẳng có gì bù đắp và lấp đầy Những chỗ trống rỗng buồn đau Khi người thân qua đời Dù người đó là một ông vua thượng tôn Trên ngày vàng Hay chỉ là một nông dân lam lũ Suốt ngày lấm lem Nơi ruộng đồng bờ bãi Nhất là với một gia đình nẻ nếp liêm chính đức hạnh Chẳng hề mang danh lợi hào nhoáng Hay cả khi đã ở đỉnh cao của một quốc gia Thì nỗi đau mất chồng mất cha đó Mới là tận cùng của xa xa buồn tuổi Vì đối với họ Chỉ khi chồng cha của mình còn khỏe mạnh Đó mới là tất cả Đó mới chính là gia tài và hạnh phúc của họ Một chi tiết cuối cùng diễn ra tại lễ an táng Ở Nghĩa Trang Mai Dịch Lúc 15 giờ chiều cùng ngày đã khiến đông đảo những người có mặt tại chỗ và theo dõi buổi lễ qua truyền hình cảm động và trân trọng. Đó là việc sau khi những người khách dự lễ tang và người thân gia đình dắt những cánh hoa cúc vàng tiễn biệt xuống ngôi mộ Tổng Bí Thư. Do có một số người đứng xa quá tầm với đã vội vã để lại một cánh hoa vương lại xung quanh thành mộ. Ngay lập tức sau khi thủ tục dắt hoa đó kết thúc, cả con cháu của Tổng Bí Thư đã cùng nhau ra vun vén lại những cánh hoa rơi vãi và thả chúng xuống huyệt mộ của cha ông mình. Đây là một tình huống đột xuất, không thể lường trước trong mọi kịch bản của buổi lễ. Nhưng các con cháu không ai bảo ai, lập tức đồng lòng xử lý đẹp đẽ và chu toàn. Lại thấy một lần nữa khâm phục sự giáo dục nề nếp và đoàn kết của gia đình tổng bí thư. Tề gia trị quốc bình thiên hạ là của các bậc đế vương thời xưa. Lãnh đạo thời này rất khó có thể làm được trọn vẹn cả ba việc đó. Nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 80 năm cuộc đời và 60 năm làm cách mạng đến ngày hôm nay khi từ giã cõi trần có thể nói ông đã làm được trọn vẹn cả ba việc trên. Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Điều này một phần cũng xuất phát từ xuất thân của bác. Bác Trọng còn được sinh ra trong một dòng họ lớn có nhiều kẻ sĩ hiền tài Tính cách và tài năng của bác cũng một phần được thừa hưởng bởi truyền thống họ hàng. Về nhà thờ họ Nguyễn Phú, Văn Bia Ghi, nhà thờ được xây dựng trên khuôn viên rộng 220m2, có thế đất đẹp do tổ tiên truyền lại. Nhà thờ được xây dựng vào năm Ất Sửu đời vua tự Đức thứ 18, tức là năm 1865. Mùa xuân Ất Dậu đời vua Bảo Đại thứ 20 năm 1945, nhà thờ xuống cấp cả họ trùng tu lần thứ nhất trong cuộc kháng chiến chống pháp nhờ thờ là cơ sở hoạt động của đội du kích đánh địch dự là ông nguyễn phú việt là người của dòng họ nguyễn phú cho hay nguyễn phú hiện là dòng họ lớn có nhiều đinh nhất ở làng lại đà và ông rất vinh dự tự hào khi dòng họ nguyễn phú đã sinh ra tổng bí thư nguyễn phú trọng một người con xuất sắc cả đời cống hiến vì nước vì dân thời kỳ kháng chiến chống pháp Nhà thờ Nguyễn Phú là nơi nuôi dấu cán bộ cách mạng. Trải qua chiến tranh, nhà thờ xuống cấp và được tu bổ bằng sự đóng góp của dòng họ. Lần gần đây nhất là vào năm 2002 có lần thấy nhà thờ đã cũ, có người đề xuất xây dựng nhà thờ càng trang hơn, nhưng chú trọng nói rằng nhà thờ mình vẫn còn tốt, chưa cần phải xây lại. Và sau đó, không ai trong họ nhắc đến việc này nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hậu duệ đời thứ 14 của dòng họ Nguyễn Phú. Ông là con trai út trong một gia đình thuần nông. Tổng Bí thư còn có bốn chị gái, đến nay đều đã mất. Bà Biên nhớ lại. Gia đình của Nguyễn Phú nội, thân sinh ra Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng giống như các gia đình khác trong làng. Làm nông nên rất nghèo, nhà tranh vách đất lụp sụp, ăn không đủ mặc thì thiếu. Có thời gian theo nghề của làng Lại Đà, Ông bà nội có thêm nghề nổ bọc để bán Nhưng sau đó cả làng đều bỏ nghề này Theo lời của bà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là con út trong gia đình Và là người duy nhất được đi học từ bé Cuộc sống gia đình ông bà nội tuy nghèo vất vả Nhưng nề nếp khuôn phép Ông bà rất nghiêm khắc dạy dỗ con cái Không ai học được Tôi nhớ lúc bé Có lần chú Trọng đùa nghịch bị bà phạt phải trải chiếu ra nằm sắp xuống để bị đánh đòn. Nhưng bà không phạt ngay mà để chú nằm sắp chờ phạt. Công việc đồng áng nên đến chiều bà mới nhớ. Về thấy con vẫn nằm chờ phạt nên không đánh nữa. Bà nói sẽ phạt gấp đôi lần sau. Tổng bí thư kiên trì khuôn phép từ bé cho đến lớn rồi làm chức vụ cao. Theo bà Viên cùng dòng họ và người trong làng kể lại vì thế con cái của tổng bí thư đều học hành chăm chỉ đỗ đạt và đều tự lực vươn lên quý vị thân mến sự ra đi của bác trọng để lại một khoảng trống lớn trong lòng dân tộc khiến cả nước chìm trong nỗi xót xa sâu thẳm dưới sự dẫn dắt của bác đất nước đã vượt qua nhiều thử thách và sóng gió di sản bác để lại không chỉ là thành tựu và cải cách mà còn là tình yêu thương sâu sắc và lòng tận tâm với quê hương sự ra đi của bác Nhắc nhở chúng ta về những giá trị quý báu mà bác đã cống hiến suốt đời Chúng ta không được chuồn bước trước thử thách Mà phải trở thành những người kế thừa xứng đáng các giá trị bác đã để lại mà buôn đắp Hãy cùng nhau tiếp tục con đường đổi mới Phấn đấu vì một Việt Nam thịnh vượng công bằng dân chủ văn minh Theo gương bác đã dạy Quý vị thân mến Đau xót chính những lời chăn chối cuối cùng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mong một đời tận tụy chẳng nghỉ ngơi dẫu rằng năm tám mươi đã tới rồi có kẻ bảo tham người kêu cố gắng nhiệm kỳ nữa tốt cho đời cũng thèm bồng cháu muốn đi chơi lang thang hàng xóm giống như người được làm trẻ con thêm một lần nữa nhưng việc nước còn chẳng thể nghỉ ngơi khó khăn hàng ngày vẫn đang tới quan tham nhũng nhiễu khắp mọi nơi miệng đời nói tham thôi đành vậy chưa tròn nhiệm vụ phải tiếp thôi mong rằng tới đây chuyên nhân nối tiếp tục con đường giúp nước tôi hết cảnh đói nghèo. Quý vị thân mến, vậy là sau một thời gian dài vừa để hành công việc, vừa điều trị chăm sóc bản thân, cuối cùng trái tim của tổng bí thư nguyễn phú trọng, người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình đã ngừng đập vào ngày 19 tháng 7 năm 2024 vậy trước khi bị bệnh nặng và ra đi bác trọng đã có những lời dặn dò nào trong thời gian bác trọng còn đủ sức khỏe để làm việc bác đã để lại rất nhiều câu nói đáng suy ngẫm cho toàn thể nhân dân việt nam chúng ta trong video ngày hôm nay chúng tôi trân trọng gửi tới quý vị một số phát biểu ấn tượng của tổng bí thư nguyễn phú trọng với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực như thường lệ trước khi vào nội dung chính quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video của quý vị nhé nút thích là món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của quý vị còn bây giờ xin mời quý vị cùng đón xem câu nói thứ nhất phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng không đủ tiêu chuẩn nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc xa suốt về phẩm chất đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức chạy quyền, hống hách ra trường, nịnh trên nạt dưới, bao che cho tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng sâu đến uy tín của đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp đầu tiên Tiểu ban nhân sự Đại hội 14 ngày 13 tháng 3 năm 2024. Câu nói thứ hai. Chúng ta phải làm kiên quyết Quyết liệt như thế Ngay cả cán bộ cấp cao cũng xin thôi Chúng ta quyết khích Nếu đã vi phạm Tay nhúng chàm rồi Tốt nhất là xin thôi Thế là nhẹ nhàng nhất Nhân vật Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri Hà Nội Ngày 13 tháng 5 năm 2023 Câu nói thứ ba Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không làm nản trí chuồn bước, sợ sai, không dám làm của cán bộ đảng viên, mà chỉ làm chuồn bước những ai có động cơ không trong sáng, đã chót nhúng chàm, và những người không nắm vững chủ trương chính sách của đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Tôi đã nhiều lần nói rồi, ai không dám làm thì mạnh dạn, đứng sang một bên cho người khác làm. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 18 tháng 11 năm 2022. Câu nói thứ tư. Tham nhũng tiêu cực vẫn là một trong những kẻ thù hung ác, nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tổng kết 15 công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 30 tháng 6 năm 2022. Câu nói thứ năm. Tôi không thích thú gì khi kỷ luật đồng chí đồng đội của mình thậm chí rất đau xót nhưng buộc phải làm như bác hồ từng dạy cắt một vài cành sâu mọt để cứu cả cây tổng bí thư nguyễn phú trọng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 23 tháng 6 năm 2022 tại hà nội câu nói thứ sáu cán bộ và ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng mà lại tư túi vướng vào tham nhũng thì còn chống ai nữa Ông nào vướng vào tôi sửa trước Xin nói thẳng là như thế Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Nhấn mạnh khi tiếp xúc cử tri Tại Hà Nội ngày 12 tháng 5 Năm 2022 Câu nói thứ bảy Đời người chỉ sống có một lần Phải sống xa cho có ý nghĩa Để không phải xót xa ân hận Vì những việc làm ti tiện Đớn hèn bu liêm sỉ Tiền bạc lắm làm gì Chết có mang theo được đâu Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Phát biểu tại hội nghị toàn quốc Các cơ quan nội chính Triển khai thực hiện nghị quyết Tại đại hội lần thứ 13 của Đảng Vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 Câu nói thứ 8 Sự suy thoái về tư tưởng chính trị Đạo đức lối sống Thì mới dẫn đến tham nhũng Đây mới là cái gốc cái cơ bản cần phải chống. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 10 tháng 9 năm 2021. Câu nói thứ 9 Nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt trí thì dẹp sang một bên cho người khác làm. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp ngày 10 tháng 4 năm 2018. Câu nói thứ 10 Cái lò đã nóng lên rồi thì cuối tươi vào đây cũng phải cháy. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 31 tháng 7 năm 2017. Quý vị thân mến, với 85 tuổi đời, gần 57 năm tuổi đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí Thư, 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng luôn tràn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội được kết nạp vào đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967 khi vừa 23 tuổi và đang học năm thứ tư khoa văn trường đại học tổng hợp Hà Nội. Kể từ đó, người đảng viên Nguyễn Phú Trọng đã ý thức rất cao về sự tu dưỡng rèn luyện của bản thân với một định hướng đẹp và không lay chuyển như lời một bài hát lời thơ mà nhiều lần đồng chí tổng bí thư nhắc đến. Nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương. Nếu là chim, hãy là chim bồ câu trắng. Nếu là đá, hãy là đá kim cương. Nếu là người, hãy là người cộng sản. Và còn một giây, một phút tàn hơi là vẫn còn chiến đấu, quyết không thôi. 57 năm, đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh, luôn tỏ rõ bản lĩnh trí tuệ của người cộng sản kiên cường kiên định chủ nghĩa mác lenin và tư tưởng hồ chí minh mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội giữ gìn nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng tính tiên phong gương mẫu không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện sâu sát cơ sở gần gũi với đồng bào đồng chí trải qua nhiều cương vị quan trọng do đảng nhà nước và nhân dân giao phó như ủy viên ban chấp hành trung đảng từ khóa 7 đến khóa 13 ủy viên Bộ Chính trị từ khóa 8 đến khóa 13, Tổng Bí thư từ khóa 11 đến khóa 13. Chủ tịch nước từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021. Chủ tịch Quốc hội khóa 11, 12, Tổng Bí tập Tạp chí Cộng sản, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công hiến rất to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta nhất là trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong 3 nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những cống hiến lớn đối với công cuộc phát triển đất nước, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, thực hiện chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thế nhưng, là người sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực và chân thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu khi nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng vẫn chỉ nhận rằng tất cả những gì tôi đã làm là vô cùng nhỏ bé so với công lao giáo dục rèn luyện của Đảng, sự kèm cặp chỉ bảo của các đồng chí Đảng viên đi trước, sự cộng tác giúp đỡ của các đồng chí đồng nghiệp, sự đồng viên ủng hộ của nhân dân mà trực tiếp là những cơ quan nơi tôi từng học tập, công tác và làm việc. Với những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Đảng nhà nước ta đã trao tặng đồng chí huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Trên cương vị là Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo cùng tập thể ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư xây dựng sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong đảng, tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, đã lãnh đạo toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn thử thách, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật làm cho cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao càng biệt vững. Không chỉ là nhà lãnh đạo tài năng, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là nhà lý luận, nhà khoa học xuất sắc, là ngọn cờ lý luận của Đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã công hiến lớn về mặt lý luận với công trình giải công nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội Và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Bằng lập luật chặt chẽ Phân tích sâu sắc, chất lọc Từ thực tiễn phong phú Đồng chí đã tổng kết lịch sử phát triển Của thế giới đường đại Cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam Từ đó khẳng định một cách khoa học Về con đường duy nhất đúng cho sự phát triển của đất nước Đó là con đường sau chủ nghĩa Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Nhân dân Việt Nam đã trải qua quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài đầy gian khổ hy sinh chống lại ách đô hộ và xâm lược của thực dân đế quốc để bảo vệ lần độc lập dân tộc và chủ quyền thiêng liêng của đất nước vì tự do hạnh phúc của nhân dân độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản xuyên suốt của đảng là nguyên lý thành công của cách mạng việt nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng hồ chí minh đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan là con đường tất yếu duy nhất đúng để đạt được sự tự do ấm no hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Ngoài tác phẩm lý luận lớn này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có nhiều cống hiến trên các lĩnh vực lý luận chuyên ngành, đó là các cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Vào tháng 2 năm 2023, một số vấn đề về đường lối quân sự chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã chủ nghĩa thời kỳ mới. Vào tháng 7 năm 2023, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh hạnh phúc. Vào tháng 11 năm 2023, xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm đà bản sắc Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2023, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vào tháng 6 năm 2024, các cuốn sách của tổng Bí thư đã được sự quan tâm đặc biệt và đều được các học giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước và nhân dân ta đánh giá rất cao. Không chỉ do giá trị tư tưởng và nội dung của tác phẩm mà một phần chính là bản thân tác giả, một con người có trí tuệ, có nhân cách và luôn luôn kiên định mục tiêu lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đau đáo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một dân tộc, một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi. Nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng hiểu rõ rằng đang phải biết tự sửa biết dựa vào dân để chỉnh đốn chỉnh đốn từ bên trên trả xuống vì vậy đồng chí đã trực tiếp làm tổng tư lệnh trưởng ban chỉ đạo cuộc chiến phòng chống tham nhũng với tinh thần không khoan nhượng ai không làm ai do dự thì đứng sang một bên cuộc chiến này đã tạo được niềm tin mạnh mẽ trong nhân dân là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực với quyết tâm chính trị rất cao tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chỉ đạo quyết liệt kiên trì đồng bộ toàn diện bài bản đi vào chiều sâu có bước đột phá gắn liền giữa phòng chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị nhiều tư tưởng quan điểm phương châm chỉ đạo nguyên tắc hành động trong phòng chống tham nhũng tiêu cực do tổng bí thư khởi xướng và chỉ đạo đã phát huy hiệu quả được khẳng định qua thực tiễn mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý có giá trị cả về lý luận và thực tiễn Lò lửa của nhân dân được nhóm lên Không chỉ khiến củi khô củi tươi đều phải cháy Mà còn có tác dụng răn đe suy ngẫm Cho cả những ai chưa kịp nhúng trả Cuộc chiến này của lý luận có bài bản Lý luận đó được thể hiện cơ bản trong tác phẩm Kiên quyết kiên trì Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực Góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta Ngày càng trong sạch vững mạnh Vào tháng 2 năm 2023 Của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuộc chiến này có mục tiêu rõ ràng và nhân tố quyết định là sự lãnh đạo trực tiếp chặt chẽ toàn diện và thường xuyên của đảng dựa vào dân lắng nghe dân đặc biệt là sự gương mẫu nhất quán giữa nói và làm sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động cụ thể trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực của đồng chí nhờ vậy công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt được nhiều kết quả rất quan trọng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị tăng thêm niềm tin của cán bộ đối với đảng nhà nước và chế độ ta và thực tế minh chứng một điều là tổng thư nguyễn phú trọng đã thực thi sứ mạng trên cương vị một người đứng đầu đất nước trong việc bảo vệ sự tồn vong phát triển của đất nước bằng hai con đường song song luật pháp và văn hóa luật pháp là sự nghiêm minh và văn minh của một nhà nước một quốc gia còn văn hóa là tâm hồn đức hạnh của một dân tộc Cuộc đấu tranh chống tham nhũng giữa Tổng Bí Thư đứng đầu Là thể hiện sự nghiêm minh của một nhà nước Lối sống văn minh của một quốc gia Là việc xây dựng nhân cách và tư cách của dân tộc Người giành được trọn vẹn lòng tin của dân Và sống trong lòng dân ở cương vị nào Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng dân mình Giữ sáng từ đức cần kiệm liêm chính mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thờ đã dạy từng bước trưởng thành và cống hiến trọn đời cho đảng cho dân. Đồng thời Tổng Bí Thư luôn yêu cầu từng cơ quan địa phương, từng cán bộ phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình, phải toàn tâm toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của đảng, của đất nước, của nhân dân để trên hết trước hết. Phải lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống, nhất là hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình để làm thứ đo chủ yếu. Phải trên cơ sở tiêu chí để đánh giá đúng cán bộ, lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ để tạo ra một ekip, một tập thể cộng sự ăn ý, đoàn kết thống nhất, có sức mạnh. Nhân dân cả nước luôn dành sự kính trọng tin tưởng cho đồng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản chân chính, một lãnh đạo tài ba, người luôn nhất quán giữa nói phải làm, lấy dân làm thước đo, lấy dân làm chuẩn mực, lấy lợi ích của dân làm mục tiêu phấn đấu, luôn gần dân sát dân và có một trái tim vô cùng nhân hậu. Ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng khẳng định: Anh là nhà cộng sản chân chính, trí chí tịch trí nghĩa, tính cách thì nhân hậu nhưng quyết liệt, không khoan nhượng trong công cuộc chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta ngày càng trong sạch hơn. Như Hồ Chủ tịch đã từng khẳng định, xin mượn câu trong tác phẩm nổi tiếng Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Liên Xô Nikolai Ostrovsky. Để kết thúc bài và là nén tâm hương đến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã có những công lao đóng góp to lớn đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc ta. Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Quý vị thân mến, Chúng ta hãy cùng nhau dành một phút lắng đọng để tưởng nhớ và tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bác Trọng, với lòng yêu nước sâu sắc và sự quyết tâm chống tham nhũng không ngừng nghỉ, đã cống hiến trọn đời mình cho Tổ quốc và nhân dân. Sự ra đi của bác là một mất mát vô cùng to lớn, để lại nỗi đau xót và niềm tiếc thương trong lòng của chúng ta. Sự lãnh đạo tài ba và đức độ của bác sẽ mãi mãi là nguồn cảm ứng vô tận cho các thế hệ mai sau khơi gợi trong chúng ta tinh thần phấn đấu và lòng kiên định vì một Việt Nam phát triển công bằng và văn minh. Cảm ơn quý vị đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Thay mặt đội ngũ kênh Judy Radio, từ tận đáy lòng, Judy xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mỗi ngày nhé. Bây giờ mời quý vị xem thêm những video hay nhất của kênh Julie Radio đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào, và hẹn gặp lại tất cả các quý vị ở những video lần sau.